Ma có thật không? Những tiếng động lạ lúc nửa đêm, tiếng gió rít nặng nhọc trong đêm tối, thi thoảng chúng khiến bạn giật mình, nổi da gà và có cảm giác như ai đó đang nhìn chằm chằm vào bạn từ một căn phòng trống nào đó. Liệu nhà bạn có đang xuất hiện một bóng ma hay không? Câu trả lời chỉ là có thể, bởi vì thực tế chưa có một bằng chứng xác thực nào khẳng định ma tồn tại song song với con người, nên việc trả lời có hoặc không hoàn toàn vẫn chưa có cơ sở. Tuy nhiên, dù bạn tin hay không thì trong hầu hết nền văn hóa trên thế giới hiện nay vẫn lan truyền rất nhiều dấu hiệu nhận biết ma trong nhà, và 7 tuyệt chiêu phổ biến sau đây sẽ giúp bạn nhanh chóng xác định nhà mình có ma hay không. Chỉ trong vài nốt nhạc, ngay trong tối nay, bạn có thể thử. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ phát hiện nào giống với danh sách dưới đây thì hãy bình tĩnh, vì nhiều khả năng là có. 1. Tiếng động lạ. Dấu hiệu này rất phổ biến, đó có thể là tiếng bước chân, tiếng gõ cửa, tiếng lá xào xạc như thể ai đó đang dẫm lên lá cây trong vườn, tiếng gõ lên tường, tiếng vật gì đó rơi, tiếng trẻ con khóc hay cười, một vài âm thanh khá nhẹ nhàng, thậm chí đứt quãng, nhưng một số khác lại rất to, thất thanh hoặc kéo dài. Nhận biết nhà có ma qua những tiếng động lạ. Trong mọi trường hợp nếu phát hiện có các âm thanh lạ này, tốt nhất là bạn không nên đáp trả, chẳng hạn như không nên gõ lại nếu nghe thấy tiếng gõ lên tường, và hãy gọi thêm một vài người nữa, có thể là bố hoặc mẹ kiểm tra tiếng động hộ bạn. Bởi vì một số niềm tin cho rằng nếu phản ứng lại với những gì ma làm thì có khả năng bạn sẽ bị ma nhập. 2. Dựa vào cảm giác. Dựa vào cảm giác để phát hiện ma. Rất rõ ràng, đó là cảm giác ai đó nhìn chằm chằm hoặc đứng ngay sau lưng bạn. Mặc dù không đụng vào người nhưng bạn vẫn cảm nhận được một sự tiếp xúc vô hình nào đó khiến bạn nổi da gà, chỉ muốn chạy ngay ra khỏi phòng hoặc la lớn để cầu cứu. Điều trớ trêu hơn là khi bạn quay lại nhìn thì chẳng hề thấy bóng ma nào cả. Có thể là có ai đó đang cố tình trêu đùa bạn, nhưng cũng không loại trừ khả năng ngôi nhà của bạn đang bị một linh hồn nào đó viếng thăm đấy. 3. Cửa tự động đóng và mở. Cửa tự động mở hay đóng là do ma làm. Bất kể là cửa chính, cửa sổ, cửa tủ quần áo, chạn bếp, tủ sách, bạn nhớ đã đóng lại nhưng khi quay lại chưa đầy vài phút thì thấy chúng bị mở toan. Dấu hiệu này sẽ củng cố thêm khẳng định nhà bạn có ma, bất kể ma thật hay có ai đó đang cố tình dọa bạn nếu như bạn ở nhà một mình vào buổi tối. 4. Đồ vật biết bay. Một đêm nào đó bạn bỗng thấy một chiếc khăn hoặc một chiếc áo bay qua bay lại trong nhà dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Thậm chí, đó có thể là một đồ dùng có trọng lượng tương đối. Điều này nghe có vẻ rùng rợn và khó tin, nhưng một số niềm tin cho rằng ma có khả năng điều khiển đồ vật trong nhà. Ma điều khiển đồ vật trong nhà. Thêm một dấu hiệu nhỏ nữa, đó là bạn để đồ vật ở vị trí quen thuộc trước khi đi ngủ nhưng sáng mai tỉnh dậy lại thấy chúng xuất hiện. Liệu rằng bạn mộng du hay nhà của bạn có ma? Hãy cố gắng quan sát tiếp vài đêm và vận dụng những dấu hiệu khác nữa để tìm ra câu trả lời nhé. 5. Đồ điện tử tự động bật sẹt tắt. Đó có thể là chiếc đèn đang sáng bình thường bỗng nhiên nhấp nháy, TV đã tắt nhưng nửa đêm lại nghe thấy tiếng. Có vẻ khó tin nhưng đây cũng là những dấu hiệu bạn cần chú ý. 6. Những chiếc bóng. Bóng ma. Ma không nhất thiết phải có hình thù giống con người. Đó có thể chỉ là một đốm trắng, vệt sáng hoặc một dải đen nào đó. Nếu đang ngồi máy tính hoặc xem phim và bất ngờ thấy những điều bất thường này, thậm chí diễn ra liên tục trong nhiều ngày, thì bạn nên rủ ai đó ngủ cùng bạn từ tối nay được rồi đấy. 7. Thú cưng có những hành vi lạ. Chẳng hạn như mèo kêu hay chó liên tục sủa và nhìn chằm chằm vào một góc nào đó trong nhà. Nhưng khi bạn tiến lại gần để quan sát thì chẳng nhìn thấy ai, và chó thì vẫn cứ sủa. Đừng vội vàng quát mắng thú cưng của bạn, vì các nghiên cứu khẳng định rằng giác quan của động vật mạnh hơn con người rất nhiều. Dựa vào trẻ em để nhận biết ma. Ngoài các cách này, một số người còn cho rằng có thể phát hiện ma nhờ trẻ. Bởi vì trẻ ngây thơ, chưa đủ nhận thức để biết rõ về một điều gì đó, nên khi chúng nhìn chằm chằm vào một góc nhà hay một vật thể lạ thì có khả năng có những điều bất thường xảy ra. 8. Nhiệt độ trong nhà bỗng thay đổi. Nhiều người thường cho rằng nếu nhiệt độ giảm xuống một cách đột ngột, chắc chắn nơi đó đang có một vong hồn. Vì vậy, nếu trong thời tiết nóng bỏng của mùa hè, bước vào nhà mà thấy nổi da gà thì có thể là có người âm ở đó rồi. Vậy nên
hãy kiểm tra nhiệt độ của căn nhà bạn đang sống hàng ngày nhé. 9. Tiếng khóc và lời thì thầm. Nếu thường xuyên nghe thấy tiếng khóc hay lời thì thầm thì bạn không nên. Nhiều khi chỉ có một mình trong phòng, nhưng tại sao lại nghe thấy tiếng nói chuyện thì thầm, khóc lóc nỉ non xung quanh bạn? Thậm chí đó có thể là một giai điệu nhẹ từ không trung truyền tới. Xác định thật kỹ âm thanh đó từ đâu phát ra. Nếu thường xuyên thì bạn không nên. 10. Mùi hương lạ thoang thoảng trong không khí. Hầu hết mọi người có thể cảm nhận, nhìn thấy, nghe thấy mà. Lại có nhiều người cũng ngửi được mùi hương của linh hồn. Ví dụ như mùi nước hoa mà người thân thích quá cố của bạn rất yêu thích chẳng hạn. Trong lúc tình cờ nó sẽ thoáng qua hoặc bỗng nặng mùi trong ngôi nhà, là họ đang viếng thăm gia đình bạn chăng? Bạn đã sẵn sàng cho cuộc thử nghiệm tối nay chưa? Hãy bình tĩnh và xem đây như là những lời khuyên tham khảo thôi nhé, vì ma không dễ dàng bị phát hiện như...